Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Ok, em là Ngọc Lâm. Anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like, cho em một like và thả cho em một quả tim nha anh chị dưới phần bình luận bên dưới nha. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào mà chưa tham gia vào room khách hàng, chưa đồng hành cùng mình thì nhớ tham gia và đồng hành cùng em trong giai đoạn tới nha anh chị. Thì chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nha. Chiến thắng với cái nhóm ngành bất động sản DG, Novaland, DG, anh chị nhà đầu tư thắng quá lớn anh chị, thắng quá lớn. Không có lý do gì mà anh chị nhà đầu tư không mời mời em Lâm một cái ly cà phê theo số điện thoại ở phía trên, theo số tài khoản ở phía trên màn hình nha anh chị. Quá là tuyệt vời anh chị, mình chia sẻ cho anh chị những cái cơ hội mà trong cái khu vực ngắn hạn anh chị nhà đầu tư kiếm hơn mười mấy phần trăm. Khá là đẹp, có một số mã cổ phiếu nha anh chị. Rồi một số mã cổ phiếu thì gần cả chục phần trăm, hôm nay cổ phiếu trần tím rất là nhiều anh chị. Không phải ở trong giai đoạn này không, mà giai đoạn trước anh chị nhà đầu tư đã thắng khá lớn rồi. Thì anh chị nhà đầu tư nào yêu quý hoặc là tin tưởng thì nhớ về với em ngay nha anh chị, tại vì cuối năm này mình sẽ có một cái điều rất hay ho gửi tới cho anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Còn một nhóm ngành nữa anh em mình chưa có đánh đâu. Ok, thì mình đi qua một tí về cái nhóm chứng khoán anh chị. Mình đánh giá cái nhóm chứng khoán ở trong giai đoạn sắp tới từ đây đến cuối năm thì nhóm chứng khoán nó sẽ có những cái cơ hội rất là lớn cho quý anh chị nhà đầu tư, tại vì nó còn game hệ thống và đặc biệt là thanh khoản thị trường đang có phần cải thiện đi lên. Thì game chứng khoán là một trong những cái game mà không thể thiếu được khi thị trường đi lên anh chị, và chắc chắn một điều là không thể thiếu được. Nhưng trong giai đoạn này thì mình đã tìm vô những cái mã cổ phiếu chứng khoán chưa, mua nhiều cổ phiếu chứng khoán chưa? Thực chất trong giai đoạn này hôm qua chia sẻ với anh chị nhà đầu tư là mình đã qua cái cổ phiếu bất động sản rất nhiều và mình đặt cược vào cổ phiếu bất động sản, và hôm nay nó đã mang lại một cái lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp cho mình anh chị. Về cái ngắn hạn nha anh chị, cũng như anh chị nhà đầu tư nào tin tưởng theo mình thì anh chị đầu tư đã có một cái lợi nhuận khủng khiếp ở trong cái mặt ngắn hạn rồi. Thì bây giờ thì mình nói chung là khi mà mình đã qua rồi chị thì mình ít view trở lại, ví dụ như là ăn được nhóm ngành này rồi mình ít view trở lại, mà cái mục tiêu của mình là chị đó là tìm kiếm cơ hội về mặt tương lai. Sau cái này sẽ tới cái gì, sau cái này sẽ tới cái gì, thì cái đó là cái quan trọng nhất. Thì mình đánh giá là trong cái cuộc chiến từ đây đến cuối năm thì mình có nói anh chị nhau hai tư hai nhóm ngành chính, đó là bất động sản và chứng khoán, thì không thể thiếu cái nhóm chứng khoán anh chị. Bất động sản anh chị đã ăn quá đã rồi thì không thể thiếu nhóm chứng khoán trong giai đoạn tới. Cổ phiếu thì mình đã chuẩn bị rồi nhưng mình chưa đưa ra cho quý anh chị nhà đầu tư, đợi cái tín hiệu thích hợp nha anh chị thì mình đưa ra. Tại sao anh chị thấy là nhóm chứng khoán phiên giao dịch hôm nay nó chạy theo thôi anh chị? Nó chạy theo tại vì thị trường tốt quá, nó chạy theo nó chạy theo cái thị trường trong phiên giao dịch này thôi. Thì cái nhóm chứng khoán tại sao nó không có lên hoặc là nó cứ lình xình mãi trong giai đoạn này, thì thực chất là cái nhóm chứng khoán nó đã chạy đầu quý 2, nó chạy rất mạnh rồi. Tới cái quý 3 này nó đang có xu hướng tích lũy nghỉ anh chị, tích lũy nghỉ. Thì anh chị thấy là cái nhóm chứng khoán nó cứ phiên tăng lên, sau đó nó có một phiên đạp lại, phiên tăng lên phiên đạp lại, nó đang tích lũy đi ngang trong một biên độ. Thành ra thì tới khi nào mua được cổ phiếu chứng khoán thì mình nghĩ là trong tầm tháng 8 này sẽ mua được cổ phiếu chứng khoán mà phải gom với khối lượng lớn nha anh chị. Thường là mình sẽ lựa chọn những cái mã cổ phiếu có tỷ lệ margin cao nữa. Thành ra mình sẽ giao dịch trên những cái mã phiếu đó nha anh chị. Nên mình đã có danh sách rồi, đợt tới này sẽ tham gia vào cổ phiếu chứng khoán để đánh cái sóng cuối năm nữa anh chị, nên thành ra là cái sóng này anh chị không được bỏ qua nha anh chị. Thì khi mà anh chị nhà đầu tư thấy là số lượng người họ nhìn vào cái nhóm cổ phiếu chứng khoán, họ thấy được, ai cũng thấy là tiềm năng của nhóm chứng khoán, nhưng không phải ai cũng quan trọng, ai cũng có thể nắm giữ được trong cái giai đoạn rung lắc nha anh chị. Thì nếu như mà nhà đầu tư họ leo lên này đông quá thì bắt buộc nó phải có những pha rủ bỏ ép nhà đầu tư ra, thì mình tranh thủ những cái pha rủ bỏ ép nhà đầu tư ra thì anh em mình lên tàu. Và đó là một trong những cái vấn đề chính thôi. Còn bây giờ cái nhóm chứng khoán thì khi một người mới vào thị trường thì họ cũng có thể nhận diện được cái gì, cái xu hướng đáng đầu tư của nhóm chứng khoán. Tuy nhiên là mình phải có những cái điểm giá thích hợp và lựa chọn những cái mã cổ phiếu tốt nhất, lựa chọn những cái mã phiếu vượt trội nhất, lựa chọn những mã phiếu nhanh nhất để mình tham gia vào. An tâm, Ngọc Lâm sẽ làm vấn đề đó cho quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn tới nha anh chị, và chú ý theo em nha. Riêng cổ phiếu bất động sản thì vẫn tiếp tục nắm giữ thôi, nhưng sau này mình sẽ đảo hàng qua một ít về cổ phiếu chứng khoán. Anh chị nào theo dõi cái nhịp đập thì anh chị nhà đầu tư sẽ thấy là mình có thể là đảo hàng đâu đó là giữa tháng 8 hoặc là gần gần cuối tháng 8 gì đó, anh chị sẽ có một pha đảo hàng kinh điển ở trong giai đoạn sắp tới nữa nha anh chị. Lưu ý đi theo dõi theo mình, đồng hành cùng với mình để thắng một cái trận từ đây đến Tết cho nó vẻ vang nha anh chị. Chúc mừng anh chị nhà đầu tư nha, đã có lợi nhuận rất lớn trong giai đoạn này. Không, anh chị đã đi đúng sóng, anh chị đã đi đúng cái nhịp đập của thị trường và anh chị nhà đầu tư đã giành được một cái kết quả rất tốt. Mình mong muốn là cái kết quả của anh chị nhà đầu tư nó sẽ duy trì dài lâu ở trong giai đoạn tới nữa, và anh chị nhà đầu tư sẽ đi đúng cái nhịp đập của thị trường nữa, đi đúng theo cái nhịp đập của thị trường nữa thì anh chị nhà đầu tư sẽ ăn gấp gấp nhiều lần ở trong giai đoạn này nha anh chị. Chúc mừng anh chị nhà đầu tư nha, đừng quên tới em Lâm nha anh chị. Cảm ơn mọi người. Anh chị nào có bạn bè anh em gì đó mở tài khoản giao dịch thì nhớ liên hệ trực tiếp với em, tham gia vào room mở thì tham gia vào ngay chứ đừng link bên dưới, đừng chần chừ nữa nha anh chị. Cơ hội có hạn, thời gian thì không còn nhiều. Ok, nhanh chân nhanh tay lên để anh em mình có thể là cùng nhau xong trận nha anh chị, chiến đấu không?
kiếm lợi nhuận trên thị trường. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thứ bảy, chiều thứ sáu thì mình xin phép anh chị nhà tư, tối hôm nay livestream anh chị, tuần này thì ok rồi, thành ra là mình muốn nghỉ ngơi xả hơi và chuẩn bị cái bài vở để mà chuẩn bị cho anh chị nhà tư cái sóng chứng khoán nữa. Anh chị nào cần thì liên hệ với mình nha anh chị theo số điện thoại phía trên màn hình, cũng như anh chị nào donate mời mình ly cà phê thì có thể mời theo cái số tài khoản phía trên màn hình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.